Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân BB. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi có tên là Mega Number. Ngày ván đầu tiên quẹt luôn các bạn ơi, cụ đi luôn, sao buồn thế bạn ơi. Đang khái các bạn ơi, mình sẽ chơi một trò chơi có tên là Mega Number. Những con số và những con số này của mình á phải chiến đấu các bạn ơi, chiến đấu về đích nha. Nhưng mà trong khi về đích nha, mà còn phải đấu với lại quái vật cầu vồng Rainbow Fan nữa các bạn ơi, thề luôn, hơi bị chất luôn. Ván đầu tiên mình hơi đen, mình vừa rơi xuống đất xong, được rồi, về đích với hai con số 20. Yeah, ok, cái gì đây, có phần thưởng à? Yeah, ok, quái vật cầu vồng kia, các bạn xem mình đây, mình không ngán bạn đâu. Anh em xông lên tấn công, wow, các bạn nhìn kìa, những con số đang tấn công kìa các bạn ơi. Yeah, tấn công, số 0, số 2, trời ơi, thiếu số 1. Ui, blue khổng lồ đang đến kìa. Ê, man, làm sao mà thắng được mình, man. Ok, bây giờ mình nghĩ mình phải cần nâng cấp sức mạnh đội quân của mình lên. Đấy, có tiền nâng cấp hết luôn. Ok các bạn nha, rồi, chúng ta tiếp tục chiến đấu nào. Biu, lấy số 0, các bạn nhìn chưa, những con số của mình đang bắn này, bắn mà tạo ra sức mạnh. Ô, số 1, lấy thêm số 0 nữa, mình được cộng 5 cái gì đấy. Ôi các bạn ơi, năng tốc độ bắn. Yeah, wow, có cần tiền nữa kìa. Ngon, úi giời ơi, bạn ơi, 500 này sẽ thuộc về mình. Boom, wow, các bạn nhìn đây, mình đã được ăn được rất nhiều số này. Ôi, my god, yeah, ôi, quẹt. Trời ơi, ngoái mạnh quá, rơi xuống sông rồi các bạn à, what the. Thôi mà không sao, chơi lại nào, chúng ta làm lại nào. À, thất bại thì làm lại, có gì đâu mà sao phải xoắn bạn ơi. Lên nào, cộng 5. Và lúc nãy mình hơi ngu các bạn ơi. Trò này các bạn là mạnh tay là rơi xuống sông đấy. Ui, trời ơi, lại rơi xong rồi, trời ơi các bạn ơi. Thôi, cái này cần phải cẩn thận thôi, anh ơi, cẩn thận thôi. Ôi, ăn được rồi, à được rồi. Vẫn về đích được, nhưng mà lần này hơi ít số một tí các bạn à ơi, không sao. Piu, ok. Rồi, lần này không rơi xuống sông được nữa rồi các bạn ạ. Wow, quái vật Rainbow Fan cầu vòng này cộng thêm với con cá sấu màu đỏ đâu. Tấn công. Tiêu diệt hết bọn chúng cho anh Nhân BB nào. Cố lên. Ha. Thắng rồi. Đội quân của bọn chúng nơi này quá yếu, nhưng con số của anh Nhân BB quá mạnh vì đã được nâng cấp. Đó, tiếp tục chiến tiếp nào. Lần này sẽ là có thử thách nào khó hơn không? Khó hơn anh Nhân BB cân hết luôn. Sức mạnh của mình nó quá gớm. À, kia rồi. Sức mạnh là vũ khí rồi. Cộng vũ khí lên. Tiền. Ăn tiền đã. Ui, bình tĩnh. Ok. Quẹt. Khi chúng ta rơi xong là con vịt nó kêu quẹt. Có gặp con vịt nào dưới sông đâu mà sao nó kêu to thế. Quẹt. Ý là nó bảo mà trình độ gà các bạn ơi, gà vịt đấy. À, ý là trong game này nó nói là ông nào chơi ngu rơi xuống sông thì nó sẽ kêu quẹt một cái, đó chính là gà vịt các bạn ạ. À, trời, khét đấy. Được rồi, khinh thường anh Nhân BB và cái kết thôi bạn ơi. Đừng bao giờ khinh thường anh Nhân BB. Cộng 5, đừng trừ 5. Wow, lấy tiền về. Ồ, không được, khoa này không được, ok, không được. À, 2 số 1 và 1 số 2. Quái vật cầu vồng rất đông luôn. Không no, anh em hãy xem này. À, anh có tiền, anh Nhân mua được thêm quân nữa này. Ok, xong đi, tấn công. Cho kẻ địch bài học thế nào, anh em ơi. Biu. Yeah, quái vật blue khổng lồ. Bờ nu khổng lồ với chúng tôi này. Yeah các bạn ơi, anh Nhân đã liên tục giành được chiến thắng rồi các em ạ. Anh lại nâng cấp tiếp, có tiền anh nâng cấp hết luôn. Các em ơi hãy ấn like để ủng hộ anh Nhân BB các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều luôn, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. À, trời ơi, không lấy được số 1. Tiếc quá. Kìa là số 2 kìa anh em, tấn công số 2. À, đây là số 2 rồi. Ok, wow, lại có cả hộp quà đây này. Tạo ra được số 0, ngon. Đây, mình đi về đây bạn ơi. Số 1 kìa anh em. Ui, lấy hết luôn. Tấn công, lấy hết cho anh. Ôi thôi, rơi một số xong rồi. Mèo.
Ôi, đạn rơi xuống một thùng sơm. À, ui, anh nhân mở được con ốc sên này. Ốc sên của anh hơi mạnh lắm, nhưng mà lần này anh kem cẩn thận nha. Nó có cả con phép đi, gấu phép đi trong final phép đi đấy. Ui, đội quân kẻ địch này mạnh chê. Đừng cho nó tiến gần cái vạch đỏ. Tới cao đây, con gấu phép đi đang đấy kìa. Ôi giời ơi, cố lên, cố lên. Yeah, thắng được rồi. Ui giời ơi, lại cần được nhận tiền. Ok, ok, mình đi tiếp thôi, mình đi tiếp thôi. Về đích có cúp luôn nha. Đừng có đùa. À, mình sang một map mới này. Lại cộng tiếp sức mạnh rồi. Mình có tiền là mình phải cộng ngay sức mạnh lên cho nó mạnh chứ, đúng không anh em? Chứ có tiền để làm cái gì đâu. Ui, 30, 70, 70. Ui, ăn hai luôn. Ui, trời ơi. What the? Trời ơi, số của tôi. Mất một con số rồi. Không sao. Chúng ta đường vẫn còn dài. Kia, né cái màu đỏ kia đi. À, được một con ốc sên rồi. Né cái màu đỏ. Đừng chạm vào ta. Ok, ngon. Nào, ăn hai con số nào. Pew, ok, được rồi. Anh nhân về đích với rất nhiều con số luôn. Lần này anh nhân sẽ kết hợp những con số lại với nhau. Số 1, số 0, kết hợp hết số 0 này ra nha. Đấy, đó kết hợp số 1. Cái gì đây, số 0 kết hợp vào. Đội quân của mình, của nhân Mibi nó phải khét nhạt nhạt luôn. Nhưng mà này nó phải hơi bị chất luôn. Đấy, thêm một số 1 thì thành số 2. Số 2, cái gì đây, số mấy đây. Số mấy đây, lên số 4 luôn rồi. Ây giời ơi, số 3 lên số 4 đúng không bạn ơi? Bây giờ đội quân của mình á, toàn số 4 không thôi bạn ơi. Ở đây có một số 0 nữa. Trời ơi, rồi không sao anh em. Đội quân số 4 của mình tấn công. Ui giời, ui. Giời ơi, đội quân số 4 của anh nó phải gọi là siêu mạnh, siêu cấp VIP luôn các em ơi. Nào ok, let's go, chúng ta đến với ván đấu tiếp theo nào. Ô, cái gì kìa? Cái này cái bẫy đây. Đừng đậm vào cái bẫy này, nó cho mình tiêu luôn đấy các bạn à. Đừng ngu gì, anh nhân đâu có ngu nào bạn ơi. Anh nhân BB đâu có ngu đâu. Úi giời ơi, tưởng ăn được cái con số kia thì ngon. À, tăng cường sức mạnh lên này. Úi giời, những con số. Wow, what the. Những con số của anh nhân này, các bạn nhìn này. Lo phải nói là khét là nẹt luôn. Wow, đạn bắn nhiều hướng, nhiều mũi tên. Nào, cất hết luôn, lấy luôn, lấy cả số. Ok, hai và lu kìa. Thôi bạn ơi, bạn không sống nữa đâu bạn ơi. Bạn đừng đến đây làm cái gì nữa. Gọi hết đội quân đến đây. Anh nhân BB, cất hết luôn. Các bạn ơi, ấn đăng ký kênh theo dõi anh nhân BB nha. Xem anh nhân BB cất hết phá đảo trò chơi này luôn đây. Mấy cái này tuổi gì các em ơi. Tiếp tục nào. Lần này trước mặt anh nhân là cái bẫy gì đây? Ui cái bẫy, ô cái này có tiền. Có tiền anh nhân xin luôn. Có tiền là mình xin luôn. Nào. Không bắt được tiền. Quá gà. Nhưng mà nó không kêu cái tiếng con vịt. Nó quẹt một cái là may lắm rồi đấy các em ạ. Đấy, số 2 này. Úi giời ơi. 0123 0123 0123 0123. Đi vào đối này. Đừng rơi. Ôi bị trừ điểm á. What the. Quạt. Trời ơi. Anh nhân gáy quá các em ạ, bây giờ anh nhân phải trả giá rồi. Làm một con tiếng con vịt nó kêu, ý anh nó bảo anh nhân gà vịt đấy các em ơi. Ăn tiền cho anh. Nào chúng ta chơi là tập trung nào, đừng quẹt nó nha, quẹt nào hơi bị quẹt đấy. Ăn tiền nào, lần này cố gắng không bị quẹt cái. Lên quân đâu rồi, sống lên. Đó, đội quân những con số của anh nhân đang đi vào đích rồi. Trời ơi, lần này kéo anh nhân bị trừ đi mất 5 mất kem ạ. Ôi, kết hợp lại, đúng rồi, kết hợp lại có 2 số thôi. Hay lắm. Rồi ơi, bạn trẻ Rainbow Fan ơi, tuổi dê, ok. Tấn công, à kết hợp số 4 này thành số 5. Yeah, tiếp hợp kết hợp số 4 tiếp. Yeah, anh nhân kêu như cái con bê nhá. Đếm số 5 tiếp kết hợp số 6. Yeah, bê. Cười như kiểu là công lông lên dốc vậy rồi. Ok, rồi rồi anh em, chiến đấu rồi. Tấn công. Ui, khi cái lần cấp số 6 của mình đạn nó to hơn, nó khỏe hơn. Trời ơi, chưa kịp nhìn đến Banu, bạn đã ra đi rồi bạn ơi. Bạn không thể nào ngăn cản được nhân BB giành chiến thắng được bạn ơi. Lần cấp lên, có tiền lần cấp tiếp. Ok, rồi nào. Ván đấu tiếp theo.
Bán đâu này, có gì có thể ngăn cản anh nhân về đích không? Làm sao mà có thể ngăn cản được sức mạnh của anh nhân BB? Sức mạnh của anh nhân BB ghê gớm, quá ghê gớm. Trời ơi, mất đi một số rồi, không sao, không sao, không sao. Anh nhân vẫn cân được, kia là số 2 kia. Số 2 và số 0, lên đồ, lên đồ, lên đồ. Kết hợp đi, kết hợp đi, kết hợp đi, kết hợp đi, kết hợp đi bạn ơi. Kết hợp đi, kết hợp bọn chúng lại với nhau đi bạn ơi. Kết hợp bọn chúng lại với nhau đi, đừng cho bọn chúng rơi sông bạn ơi. Rơi xuống sông rồi. Rơi xuống sông rồi, kết hợp đi. Kết hợp đi. Trời ơi, số của anh nhân rơi xong rồi. Không sao, không sao, không sao. Anh nhân vẫn còn sống nó còn thắng. Mình nhìn thấy hắc ghi. Các bạn à, mình nhìn thấy con hắc ghi, hắc ghi ở đây. À chà chà, được rồi. Hắc ghi, hắc ghi này bạn ơi. Các bạn ơi, ôi. Mình vừa nhìn con hắc ghi, con hắc ghi nó chưa kịp đi đến nơi, nó đã bị mình tiêu diệt rồi các bạn ạ. Trời ơi, nó quá yếu đối với anh nhân BB các em ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn thích thế nào? Hôm nay anh nhân chơi có hay không? Nếu các bạn thấy thích cái video này của nhân BB, các bạn hãy ấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo, nhấn vào like để ủng hộ mình nha. Và để theo dõi kênh nhân BB. Bây giờ thì mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok.